Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Vũ Văn Hội, giảng viên Diễn Trần. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2017 và mình đang có mặt tại số 145 Trích Xài. Hôm nay mình rất là vinh dự được ngồi ghế đây, dạ, ghế bên Hồ Tây. Hôm nay mình rất là vinh dự được ngồi cạnh giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, nhà phát minh phương pháp Diễn Trần. Thì mình có những thắc mắc từ lâu rồi mà hôm nay mình có được thầy cho một cuộc phỏng vấn để mình cùng với các bạn làm rõ hơn nhiều cái vấn đề trong Diễn Trần. Trong đó có những cái vấn đề về vô chiêu này, nhất tuyên chỉ này, rồi một số vấn đề khác. Thưa thầy, cái kỹ thuật mà vô chiêu ấy, thì trước giờ bọn con đã sử dụng rất là nhiều rồi và có rất là nhiều người đã sử dụng đạt được những cái kết quả rất là hay, ví dụ trong các trường hợp ví dụ chữa về u biếu này. Gần đây nhất thôi con có một cái học viên ấy, thì hai cái lần đầu tiên con bấm cho cô ấy cái bộ tiêu biếu để chữa cái viêm thủy tuyến giáp cấp này và nó bị phình to này, người bên ngoài nhìn cũng thấy. Nhưng hai cái lần đấy bấm cho cô ấy thì cô ấy về cô cảm thấy là nó kết quả nó xấu đi, cô không ngủ được, cô thấy khó chịu. Thế mà cuối cùng về con lại đổi cách khác, con sử dụng vô chiêu và con dán cho cô trong vòng khoảng hơn một tuần, cô đi xét nghiệm cái chỉ số về mức độ bình thường luôn, và cái u nó nhỏ đi và cô cảm thấy khỏe lên từng ngày. Và rất nhiều các đồng nghiệp của con đã sử dụng vô chiêu, vừa là những người mới, những người không biết gì cũng có thể sử dụng được, và những người đã làm lâu năm rồi lại cũng quay trở về sử dụng vô chiêu. Những bệnh đơn giản nhất hoặc những bệnh phức tạp nhất lại sử dụng vô chiêu, tức là nó là một cái cực dễ nhưng nó lại có thể là chữa những bệnh cực khó. Vâng, thì cái kỹ thuật nó cực kỳ hay. Và mọi con thắc mắc là không hiểu là từ những cái suy nghĩ nào, rồi những cái nền tảng nào thầy đã phát minh ra được cái kỹ thuật này ạ? Mời thầy ạ. Bây giờ nó qua thực tế rồi. Vâng. Qua thực tế thì thầy suy nghĩ trong quá trình mà thầy chữa bệnh á. Vâng. Nếu mà đánh theo lý lượng là đối chứng trị liệu á. Vâng. Thì hiệu quả nó cũng có được nhưng mà có khi không được. Vâng. Phải không? Dạ. Thì thầy cứ liên tưởng tới vấn đề ra, giống như mình đối chứng trị liệu, giống như mình này. Đi xăng mà bán cái hàng bán gì đó, thì bán dùng một cái đối tượng nào đó, đồ vô chiêu gì đó mà không có là như cái ở trong một chương bạn có đôi khi bán trúng người bán cặt, hoặc là mình nói gì đánh giặc đi mà như vậy hơn. Đánh giặc thì nhiều khi đánh như đánh nhau, mà nếu mà anh giỏi lắm thì mới bắn cái anh như trúng, đúng không? Còn mà nếu mà dở thì chắc là bắn cũng khó trúng. Nhưng mà người lính đôi khi người ta bắn đối phương đánh bể chài này. Ừ. Nam mình đến bài chạy tức là bao phủ hết, vâng. Thế là muốn trúng, tức là bao trùm hết, bao trùm hết mà hai ra nó bơm hơi sương Mỹ, nó dùng cái bơm nhuyễn, vâng. Thấy xuống thế là coi như là bao trùm hết, nó khó đỡ lắm. À. Nhưng mà nếu đứa phương diện lý luận mà nói về trường học á, vâng. Thì cái chữ vô bây giờ cũng lớn hơn nè, vô là lớn nhất, là số 0 á, tượng trưng là số 0 á, tức là trong vũ trụ này khoảng không bao giờ cũng lớn hơn mà, đúng rồi, vâng. Thì thầy nghĩ rằng hồi đó đang có mặt không à? Vâng. Thì lúc bây giờ thầy có chưa trường hợp nó gọi là liền mạch. Vâng. Liền mạch thì có bài, thì nó có quyền này quyền kia mà có nhiều phác đồ. Vâng. Thì thầy làm thì thấy cũng hiệu quả, cũng không hay lắm. Vâng. Thì mới suy nghĩ là bây giờ mình đến để chạy đi. Vâng. Tức là mình lấy quay dò, mình dò được cái mặt á. Vâng. Chỗ nào có suy nguyệt á. Vâng. Thì mình dán. Dạ. Mình đánh cái có lỗ thì mình dán. Vâng. Phải không? Thì trong hợp mà nó nhiều quá thì mình mất công thì mình sẽ được lại, mình lấy cái lăn ba lần cái quản thì nó giảm bớt cái số sinh nguyệt lại thì nó đỡ. Trong đó là trong trường hợp mà gặp phải nhiều sinh nguyệt quá, vâng. Thì kết quả nó là rất ngạc nhiên, vâng. Mặc dù không có bài bản, tức là không có phát đồ, không có lý luận gì cả, vâng. Nhưng mà lấy kết quả nó cao hơn. Đó là do lần đầu tiên thầy thí nghiệm, thầy làm lâu lắm rồi, cái đó mấy chục năm về trước, vâng. Từ đó thì thầy làm từ lúc đó, nhưng mà lúc đó tại vì nó mưa mất công á. Vâng. Nó phải dò sự nhiều mà hết mặt mới được, mà rồi dán phải lâu cho nên đôi khi mình cũng không có làm, vâng. Chỉ khi nào ca nào mình làm được á, vâng. Thì mình mới làm vậy, vâng. Nhưng sau khi đó thì thấy rằng học viên hơi nhiều khi ta cũng không có biết lý luận, vâng. Là ta không nhớ việc, vâng. Thì mấy người đối với những người đó đó, mấy người lớn tuổi mà thầy biết là ta có khả năng làm mà nhớ việc làm cho lý luận á, vâng. Thì thầy dạy người ta cái nơi vô chiêu thì gọi là đại giảng thuật, vâng. Tức là cái gì mà dễ nhất á, để cho cái người học viên người ta có thể làm được, vâng. Vì mục đích của thầy là biến bệnh nhân thành thầy thuốc, vâng. Tức là cho mọi người, từ những người ta ít học cho đến người ta học cao, vâng. Mà chủ yếu là nhắm vào quần chúng, vâng. Bình thường hơn là những người ta có học cao, vâng.
thì thầy dạy bây giờ nếu mấy em mà không có nhớ nguyện nằm ở đâu, không có lý luận nữa, thì mấy em là có thể là hiện làm cái vô chiêu, tức là trên phù mạng đó mình lấy quy rồi dạy rồi siêu nguyện rồi nha, rồi mình dò đến chỗ nào đau mình ấn cái chỗ có cái lỗ nhỏ nhỏ để nhớ, cái vết lõm nhỏ nhỏ để nhớ dán cho chú, rồi cứ thế mà dán cao thôi. Thế thì kết quả rất là lạ luôn. Ví dụ có trường hợp thì nhớ bên tay thì cũng có trường hợp con trò mất ngủ 3 năm mất trắng luôn. Mà rồi chỉ dán buổi chiều đó còn ngày đầu tiên nó mất rồi 3 ngày là coi như ổn bình thường. Tới chừng bác sĩ khám lại thì lại phát hiện ra là của mối thu của mỗi người. Thế là của dán là mẹ nên tới chừng bác sĩ khám là ủa sao mấy cái u trưởng độc mất trường. Vì giải quyết mất ngủ mình là tự nhiên giải quyết khối u luôn. Mà giờ mình cũng có tính cái vụ đó. Thì thầy nó khuyến khích học sinh ra mấy người mà không có rành lý luận là không có nhớ việc làm đâu hết thì tốt nhất là dùng vô chiêu nên nó hơi mất thời giờ nhưng mà nó rất là hay. Đó là lý do tại sao bây giờ mấy bạn hãy dùng vô chiêu. Nó thứ nhất là nó rất là dễ, nhưng mà thứ hai nó hiệu quả rất là cao ở đó mấy. Và nó đôi khi mình chữa cái này nhưng mà nó lại khỏi được cái kia. Thì giống như bán vải chài thì nó phải trúng nó giống như đánh lưới chùm ấy. Ở lưới chùm con người nghĩ là cái mình ấn từng huyệt một giống như là mình thả cái cần câu mình câu từ con cá. Nhưng mà khi mình đánh vô chiêu thì mình tung cả cái lưới chùm thì cái đó mình đang gọi là nó vải chài, đánh vải chài vải chài vải chài đánh tung ra cái thì là cá rồi chùm nó bắt được hết. Còn gì câu cá cái kia là câu kia là câu từng con một câu từng con. Ở đây là mình đánh lưới chùm khỏi cái này khỏi cái kia, có cái gì nó bất ổn trong cơ thể tự nó xử lý là nó sẽ được. Và thì để vô chiêu đã là hay rồi, nhưng tiếp theo bọn con lại được học cái kỹ thuật cũng lại hay không kém, đấy là nhất duy trì. Hai chưa là hay rồi và hai cái thứ này hay. Vâng, vâng, cái bọn con muốn tìm hiểu sâu hơn về nhất duy trì thầy nói thêm cho bọn con nghe thêm về nhất duy trì. Nhất duy trì là thế này, thầy có cái hồi đó thầy mê đọc sách Kim Dung mà. Thì ông Kim Dung có biết cái ông là Dương Trụ Dương á, ông có một cái môn rất hay. Là nhất duy trì thì ông hiểu nó đến như nào thì chỉ nói tên thôi. Nhưng mà thấy có ý có nghĩa là một cái là một phát là chỉ một cái là kẻ địch nó đều không biết làm kiểu gì. Nhưng mà nói là nhỏ con siêu thẳng của ông á, ông Dương Trụ Dương á, thì là cái nhất duy trì ông già anh còn nam đế. Thì khi ông Dương Phong lại cũng hay lắm, nhưng mà gặp cái này khắc tinh nè. Rồi ông đó ông chuyển ra, ông ra đi chạy. Thì cho nên là những địa chỉ thầy áp dụng trong phương pháp mà hiện trạng á. Đầu tiên mình dùng cái dòng mình lấn thì lâu rồi, nhưng bữa thầy nghĩ rằng á mình phải làm cái đầu nhỏ hơn một ly lần. Từ khi mình dò ra sự nghiệp rồi mình lấn vào cái đầu đó thì chắc là nó mạnh hơn. Tại vì theo luật vật lý á, thì cái lớn thì khi mình lấn thì nó bị chia ra diện tích nó lớn mà. Mình làm nhỏ hơn thì tất nhiên mình tác động nhẹ thôi, nhưng mà lại hiệu quả cao, mà nó sâu, nó đau hơn, chính xác hơn. Thế thì thầy làm thử thử nghiệm thì trong mấy năm nay mới làm với kinh chỉ nữa, có điều nó hơi đau thì thôi. Nhưng mà lại cho một cảm giác điện chạy rằng trong cơ thể mình nó chạy từ cái chỗ mình ẩn cho đến những nơi có liên quan, ví dụ nơi liên quan đến nguyên nhân bệnh, liên quan đến rất là hay. Thì nó chạy đau. Thì nó chạy tới nó lạ lắm, nó chạy. Vẫn thứ gì là nó có thể là một phần rất mạnh là nó tốt mồ hôi, nóng tốt mồ hôi lắm. Thì hai phản ứng thường xảy ra và đem kết quả rất cao. Có những bệnh là người ta chữa được bệnh khó đó mà kêu một phát thay vì sư đến phát đồ, tức là rất nhiều việc trong một phát đồ nhiều việc, cái này kêu một phát thôi thì nó rút ngắn cái khoảng cách lại, khoảng cách mà chữa bệnh lại và hiệu quả thì cao hơn. Thì cái đó thì đặt tên nó là nhất duy trì, nhất tức là một ở bạn, nhất tức là một, chỉ là ngón tay ạ. Khi mình cầm là mình cũng ấn một ngón tay. Không phải như phải để chêm này, chứ không phải để từ đầu ngón tới có để nó để nửa xúc ra lắm. Chỉ để người ta ngay chỗ kế nguyệt á, mà ấn là giữ chặt á, mà không có được, không được lay động. Thì nó có một phản ứng mà, cái bạn làm cái gì đó, nó được. Chứ còn chỉ nhí quay lại nó cũng chặt cũng không được nha. Thì khi đó thì mới viết cái bài trên, nó thường thang viết cái bài là phối hợp giữa vô chiêu và nhất duy trì. Ý nghĩa là vô chiêu coi như số 0, nhất duy trì coi như số 1. Thì nói theo triết học thì mình kết hợp giữa vũ vô trụ, tức là thời gian và không gian. Cái zero số 0 coi như không gian, còn cái số 1 coi như thời gian. Thì cái đó có ý nghĩa triết học rất cao. Khi đã phối hợp giữa trời và đất, giữa cái số 1 và số 0.
giữa cái không gian và thời gian thì vâng. nó đưa một kết quả rất là cao. Hai kỹ thuật này đó thì thầy đắc ý nhất, mà nó mang cái tính triết học cao lắm, mà nó mang cũng thi vị lắm, nó cũng thi vị vì mình mới cái chữ của là bao nhiêu nhưng mà vâng. đưa vào trong y học, và như thế thì nó đã đi ra ngoài cái lý luận thông thường của đông y và tây vâng. của trung y và tây vâng. tây thì với đông y nó có cái đối chứng lập phương vâng. tức là coi cái chứng sao rồi nó lập ra phương án rồi mình mới chữa. Thì như các bạn mà thường thường mấy bạn mà nặng về đông y tây đó thì nó hay đối chứng lập phương. Dạ. Còn cái này nó không có vận dụng những cái lý luận của đông y tây mà nó lý luận từ triết học, tức là thầy vận dụng từ cái nhất nguyên luận là đạo học đông phương thì có cái gọi là nhất nguyên luận. Vâng. Thì thầy viết trong sách những tập đồ hành thầy có nói là tất cả là một và một là tất cả. Dạ. Đó thì cái này triết học này rất cao. Và khi mình cái gì ngọc nhưng chẳng có vận dụng được triết học này đó, tất cả là một, một và tất cả, thì vì sao mình ở cái đâu mình đứng bất cứ nơi nào nó cũng chạy về đây đó, là tại sao chạy về, là vì nó lệ thuộc nó theo một cái lý thuyết mà thầy viết trong sách của thầy đó, vâng. là nước chảy vào chỗ trũng. Vâng. Thì ngồi thì nghiên cứu thầy thấy khi mình đổ nước vâng. thì theo được tự nhiên á thì nước nó sẽ chảy về cái nơi nào mà chưa có nước, nó chỗ có lỗ hổng gì đó vâng. mình đổ nước thì nó chảy về đó, chứ cái nơi có nước rồi thì nó đâu có chảy vô được vâng. thì cho nên mình gọi nước chảy vào chỗ trũng vâng. thì theo kinh nghiệm mình đánh vào bất cứ nơi nào thì nó cũng sẽ nó chạy về cái nơi mà đi có vấn đề. Ví dụ như vậy, em bị đau hai vai, một đau bên vai thôi, mình thì không đau, nhưng mà mình sẽ lấy dùng là mình bôi hai chân mày này, thì chúng mình sẽ thấy nó nóng một bên vai thôi, mặc dù mình bôi hai nơi nha, hai chân mày một chút nó chỉ dẫn cái hơi nóng gì của dầu mà nó về cái nơi đang có bệnh, mà nó rất hay nha. Thì đặt tên là nó là nước chảy vào chỗ trũng. Thì khi đã phối hợp hai nguyên lý là nhất nguyên luận và nước chảy vào chỗ trũng thì tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Là như vậy là con cái kỹ thuật này con thấy rất là thú vị ở cái này, khi mà thầy tìm ra hai kỹ thuật này, tức là dựa trên cái nền tảng kiến thức rất là sâu rộng, rất là triết lý trên cái nguyên tảng âm dương, nhiều quan sát nhất nguyên luận là rồi quan sát từ thực tế, từ cái rất tức là tư duy rất là phức tạp như vậy nhưng đẻ ra một cái sản phẩm thì nó lại là vô cùng đơn giản. Người trình độ kém, người học lớp 1, lớp 2, người nông dân đều có thể sử dụng được hai kỹ thuật này. Mà lại chữa bệnh là nói đến một cái mà rất là phức tạp, nhưng lại chỉ bằng những cái kỹ thuật rất là đơn giản mà nó lại không gây hề hấn gì. Có làm sai cũng không sao, tại vì nó lại được quy định bởi thuyết chảy và chỗ trụng. Nó theo tự nhiên. Theo tự nhiên. Tức là khi anh tác động vào tất cả những cái điểm nhạy cảm trên khuôn mặt này bằng nhất duy trì và bằng vô chiêu ấy, thì nó đều theo cái thuyết chảy và chỗ trụng. Bất kể cái bất ổn gì trong cơ thể nó đều có thể lập lại được và nó đều kích hoạt cái khả năng tự chữa bệnh của cơ thể, đúng không ạ? Thế nên không lẽ là có những người mà chữa cái này mà lại khỏi cái kia, nó hay của cái vô chiêu và nhất duy trì nó tạo cho cái người thầy và người bệnh nhân một cái sự bất ngờ vô cùng. Người ta thường dùng những cái từ gọi là vi diệu, không thể tưởng tượng nổi để mô tả cái kết quả như người như vừa rồi. Thì nếu mà các bạn đang theo dõi trên cái Facebook thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều những video của các học viên báo cáo về những cái kết quả của nhất duy trì và vô chiêu này. Và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể lên Google nên tìm cái từ khóa là vô duy chiêu diễn trần này, hoặc là nhất duy trì diễn trần, thì có những bài viết rất là chi tiết của thầy Bùi Quốc Châu về hai cái bài này rồi. Thì cái này đó nó thầy nói thêm cái là tương đối luận mà trong sách của thầy, mà thì cái sách diễn đứng ra trong sách và trong bài giảng thì có nói về tương đối luận nhất nguyên luận, mà nhất nguyên luận nữa là mình nói cái đại khái mình hay nói tất cả là một, một là tất cả, mà ví dụ cái mặt là một nhưng mà lại chữa đủ thứ bệnh trong người, mà nhưng mà một đơn vị nào của ngón tay hoặc là của con người một đơn vị thôi, bộ phận thôi, thì nó cũng lại chữa đủ thứ bệnh, mà đó thì là đó tất là cả một, là một, là một, một là tất cả. Của cái tương đối lượng mà mình thầy ưa viết cái chữ tùy và tùy biến á, mà tùy biến á là nó đó là nói về nhà tương đối lượng, mà tại vì nó cũng tương đối thôi, mà không phải là cái này là như thế này nó giảm hết tất cả những bệnh được hết, mà cũng có bệnh nó hợp kiểu này thì nó hết, nó không hợp thì lại nó hợp kiểu kia thì lại sẽ xử lý kiểu kia là hết, mà cho nên nó trong những trận nó rất biến vô cùng, mà nó biến rất nhiều, nó biến nhiều nhưng mà được linh động lắm, mà thành ra nó không thể tính bằng phác đồ được.
Bây giờ phác đồ này thì nó đâu fix xe tức là nó cố định. Vâng. Thì mình đến cho cái ngàn phác đồ cũng bằng. Tại vì tôi biết thì nó là nhiều hơn không phác đồ. Vâng. Phác đồ cao lắm, ngàn phác đồ. Vâng. Là nhiều lắm rồi đó nha. Vâng. Và phác đồ thì phải lý luận. Vâng. Nó phải rơi vào lý luận hoặc đồng y hoặc thi hoặc là phối hợp cả lý luận đồng y. Vâng. Thì nói ra thì nó có vẻ khoa học và nó có vẻ người ta thích, người nào thích lý luận á vâng. thích hơn. Vâng. Nhưng mà thầy thì thích cái tự nhiên hơn. Dạ. Thầy là dựa trên cơ sở tự nhiên với lại triết học mà Đông Phương là chủ yếu. Mà dựa trên thì quan sát lại thấy là thí dụ thầy trong tâm ngôn thầy có nói cái không phải là lựa những món ăn là ngon hay là mắc tiền mà lựa những món ăn là hợp với khẩu vị của mình. Vâng. Thì trong y học cũng giống vậy. Vâng. Cái nào mình hợp đó thì là kết quả hợp với cơ thể mình mà hợp với những cái trạng thái mình này. Còn nó không hợp thì cho dầu nói cái này hay kia hay cũng không kết quả. Vâng. Đó là cái thì thưởng được tự nhiên. Vâng. Và cái này thì trên cái bước đường mà dạy học với lại phổ biến cái này trong 37 năm á. Vâng. Thì để nói là bây giờ càng lúc càng được quần chúng ưa hơn. Tại vì không đòi hỏi người ta phải học cao lắm mà cao siêu mà tốn thời gian nhiều lắm. Chứ học đông y thì ba bạn biết là đông y cũng giống như bác sĩ học cũng nhiều năm, 7 năm, 10 năm hoặc là gần 10 năm thì mới nắm vững được. Vì những đòi hỏi nghĩ được phức tạp với lại có nhiều khi đọc không hiểu. Biết chuyện nhỏ là nhiều khi đọc không hiểu. Còn cái này nói sơ qua ai cũng hiểu. Thì nó có vẻ nó nôm na, nó có vẻ nó cái kiểu bình dân, cái kiểu không có cao. Ví dụ người nào thích mà có vẻ muốn cho cái của mình nó cao xấu gì đó thì còn nếu mà còn thầy thì trọng thực tiễn nữa mà ý thầy là muốn cho mọi người dân trong xứ mình tức là đồng bào mình á thì học một thời gian ngắn không phải lý được nhiều rắc rối phức tạp nhưng mà đạt kết quả cao mà ai làm được thậm chí nước nhỏ làm cũng được đó. Tại vì theo thuyết tự nhiên thì một là hết hay là không hết gì thôi chứ đâu có gì thì còn cái lượng nhiều khi đó đi mà cái này phương pháp mà lại không dùng thuốc mà mình không phải sợ được an toàn không có gì phải sợ hãi nó hết thì nó hết nhanh lắm hết liền mình biết liền còn nó không hết là nó không hết gì thôi thì mình đổi khác gọi là tùy biến ấy. Nó không hết thì mình đổi thôi mình đổi dụng cụ hoặc là mình đổi chỗ tác động mình đổi nói chung mình đổi từng cái ưu điểm bằng cố chấp mà đại khái vậy thôi đó. Trong cái diễn chẩn cũng có sử dụng âm dương nhiều chứ sử dụng ngũ hành nó, mặc dù ngũ hành mà nó dở đâu nhưng mà ngũ hành nó phức tạp lắm làm người ta nhức cái đầu thầy không có chơi ngũ hành nhưng mà thầy không thích cái gì phức tạp nhức đầu quá vì cái đó mình triển khai cho học viên nó khó lắm mà mình làm âm dương thì tưởng tượng âm dương là hàng nhiệt thì thầy cũng rất chú ý đến hàng nhiệt thí dụ chỉ thì do coi do nóng hay do lạnh hay là đầu gối do nóng lạnh hay là thấp khớp do nóng do lạnh tim do nóng hay do lạnh thì từ đó bấm các hai cái này thì phải xác định cho rõ mà. Thì mình dùng cái quan sát mình hỏi hoặc là mình dùng dụng cụ mình xác định được mà. Thì cái đó là đối với thầy quan trọng hơn mà. Có lẽ anh đến đây cũng là tâm khẩn em nghe gì hiểu không? Thưa thầy là cái vừa rồi thầy có nhắc đến chữ tùy thì thực sự là ban đầu nghe chữ tùy không hiểu gì giống như ba phải tùy giống như ba phải nhưng thực sự chữ tùy không phải là tùy tiện chứ nào chữ tùy tức là tùy từng hoàn cảnh cụ thể, tùy từng bệnh trạng cụ thể mà mình ứng phủ, tức là mình ứng phó cho nó phù hợp. Ví dụ kỹ thuật này thích hợp với người này nhưng lại không thích hợp với người kia, tức là xem người ta có kết quả hay không, giống như món ăn này, tức là mình phải tùy từng cái hoàn cảnh của con người cụ thể mình thay đổi kỹ thuật phác đồ cho nó phù hợp. Tức là mình luôn phải linh động và tùy biến với từng người. Chứ còn nếu mà cứ bám lấy phác đồ và không chịu suy nghĩ thì đó không phải là chữ tùy đúng không ạ? Đấy là mình quá là bị động rồi, quá là phụ thuộc vào đồ rồi. Và diễn trận thì luôn luôn linh động, luôn luôn biến chuyển và phù hợp với cả mọi hoàn cảnh, như thế là nó sẽ mới đem lại kết quả cao nhất. Và thực sự là chữ tùy nó là một cái rất là hay, rất là hay và nhiều người cũng rất là thích chữ tùy này của thầy. Thầy em người ta nói thầy như này. Dạ. Thầy là những người họ nói đùa đó. Thầy là Einstein trong y học của ông Einstein kia, ông Einstein là vật lý, người Pháp họ nói đùa đùa thầy giống vậy. Dạ, chữ tùy của thầy nói đã giúp cho các thế hệ học viên ấy cởi mở, đúng không? Luôn linh động, giúp cho người ta một cái sự sáng tạo không ngừng. Ừ, đúng rồi. Sáng tạo không ngừng. Nếu mà thầy nói rằng đây phác đồ tôi đây, anh cứ theo cái này mà cứ theo nào, thế thì học viên khỏi cần suy nghĩ. Nhưng chữ tùy của thầy là luôn khuyến khích học viên là các bạn hãy luôn động não đi, hãy luôn suy nghĩ đi, hãy xem hoàn cảnh thế nào và luôn biến chuyển làm sao để đạt được kết quả tốt nhất, thì nó tạo cho cái học viên một cái sự gọi là phát triển không ngừng cả về trí tuệ cả về kết quả chữa bệnh.
lý thuyết đồ hình sinh nguyện linh động sáng tạo, linh động sáng tạo đúng không? Lúc nào thì dạy học viên như thế cho nên học sinh nhìn thấy là cho nên diễn giảng nó phát triển nhiều nó sáng tạo, tức là nhờ chữ thủy của thầy nó giúp cho diễn giảng luôn phát triển không ngừng và giúp cho các thế hệ học trò luôn luôn sáng tạo và tạo ra những cái thành tựu mới. Đó là những điều mà thầy đã ngay từ đầu thầy đã gợi mở và thầy đã cho cho. Thực sự là bọn con rất là cảm ơn thầy về những cái thâm thúy, những cái mà thầy đã trao tặng cho và thầy đã gợi mở cho. Thầy luôn muốn là mọi người luôn phát triển. Thực sự là con rất là biết ơn thầy và bọn con xin được cảm ơn thầy. Dạ vâng. Hôm nay buổi video hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.